Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai, mùng 4 tháng 5 năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, vùng áp thấp phía Tây phát triển và mở rộng, nên nhiệt độ trưa chiều tại các tỉnh thành miền Bắc tiếp tục tăng lên, phổ biến vào khoảng từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Riêng đối với khu vực Tây Bắc có điểm nắng nóng với mức nhiệt trên 36 độ. Tuy nhiên, trạng thái nắng nhiều sẽ không kéo dài lâu, bởi từ đêm ngày mùng 4 sang tới ngày mùng 5 tháng 5, khối không khí lạnh phía Bắc lại có quá trình dồn xuống phía Nam, nên rãnh áp thấp gây ra mưa rào và dông diện rộng trở lại. Cục bộ có những điểm có mưa vừa, mưa to, kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nên người dân cần hết sức cảnh giác. Sau đó khoảng từ ngày mùng 8 sang tới ngày mùng 9 tháng 5, một đợt không khí lạnh nữa lại được tăng cường, cũng nén rãnh áp thấp, tiếp tục gây ra mưa rào và dông diện rộng cho Bắc Bộ. Đến với miền Trung, hôm nay trời nắng từ sớm nhưng cường độ nắng không mạnh, vì thế mà mức nhiệt ngày ổn định trong khoảng từ 32-34 độ. Đáng lưu ý là trong ngày mai, nền nhiệt độ tại khu vực Bắc và Trung Trung Bộ sẽ tương đối cao, phổ biến ở mức từ 31-35 độ. Vùng núi phía Tây có thể lên 35-37 độ, thậm chí trên mức này. Tuy nhiên, điều cần lưu ý là ban ngày nắng mạnh, nhưng về chiều và tối, ở các huyện vùng núi phía Tây dọc các tỉnh từ Thanh Hóa tới Thừa Thiên Huế có khả năng xuất hiện mưa rào và dông. Dạng mưa dông nhiệt cục bộ này rất hay kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh, nên người dân cần hết sức chú ý đề phòng. Tây Nguyên và Nam Bộ đang trong quá trình giảm mưa. Hôm nay ở cả hai khu vực này chiều đều có nắng và mức nhiệt ngày cũng tăng cao. Tại khu vực Tây Nguyên, nhiệt độ cao nhất ngày dao động trong ngưỡng từ 32-34 độ, còn tại khu vực Nam Bộ là từ 33-35 độ. Nắng nóng sẽ xuất hiện cục bộ ở một số nơi thuộc các tỉnh thành miền Đông Nam Bộ. Sau đó từ ngày mai, do ảnh hưởng của nhiễu động gió đông từ biển di chuyển vào, mưa dông sẽ có xu hướng tăng hơn về chiều tối, tập trung tại khu vực Nam Tây Nguyên và Nam Bộ. Cục bộ có điểm có mưa với lượng khá, đặc biệt là tại các tỉnh ven biển Nam Bộ. Cần đề phòng với dông sét, gió giật mạnh, nên bà con khu vực này cần hết sức chú ý. Tiếp theo, ngay sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết thời tiết của các vùng trên cả nước trong đêm nay và ngày mai, mùng 4 tháng 5 năm 2021. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội, có mây ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Phía Tây Bắc Bộ, có mây ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nơi có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, riêng khu Tây Bắc là từ 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 35 độ. Phía Đông Bắc Bộ, có mây ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mây ngày nắng, vùng núi có nơi có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, vùng núi có nơi trên 35 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng tới Bình Thuận, có mây ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông đông nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, có nơi trên 35 độ. Tây Nguyên, có mây ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Nam Bộ, có mây ngày nắng, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ. Miền Đông là từ 34-36 độ, có nơi trên 36 độ. Dự báo thời tiết biển,
Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 4, cấp 5. Khu vực biển từ Quảng Trị tới Quảng Ngãi, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Khu vực biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4. Khu vực biển từ Bình Thuận tới Cà Mau, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 4, cấp 5. Khu vực biển từ Cà Mau tới Kiên Giang, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió đông cấp 3, cấp 4. Bắc Biển Đông, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 4, cấp 5. Quần đảo Hoàng Sa, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đông nam cấp 4. Vùng giữa Biển Đông, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 4. Vùng Nam Biển Đông, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 4, cấp 5. Quần đảo Trường Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió nhẹ. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.